bốn năm con nhìn nhện luôn. Bởi vậy à, trước thì Thái Minh xin thay mặt trên Quảng Tráng chân thành cảm ơn tất cả các cô bác và các anh chị trên đầu Hành Hương sáng ngày hôm nay để về chùa gặp Phật để lại cúng sư ông. Và chúng con còn có gì sơ sót mong các cô bác và các anh chị niệm tình con thứ cho quan hệ cho. Hẹn lại ngày sau lần sau nhé. Cái này hẹn lại ngày sau thôi nha mấy người nhà, đừng nói tụi hẹn trước sau cũng khổ lắm nha. Đây, nói cho cảm ơn các anh chị rất nhiều nha. Có ai đòi mượn ăn ăn thôi đây nè.